Chào mừng các bạn đã đến với kênh Anna Vlog nha. Hôm nay Anna sẽ giới thiệu đến các bạn tô màu. I believe in you. Tô màu chú vịt nha. Thông qua các cách tô màu này, các bạn sẽ biết nhận biết màu này, nhận biết được các con số cơ bản này. Nào, chúng ta bắt đầu nha. You can do it. Này. Bạn Anna bạn sẽ chọn màu vàng tương ứng với là cây bút số 4 này. Thì các bạn nhìn bức tranh con vịt ở bên cạnh có những số nào đang nhấp nháy nhỉ? I believe in you. À đấy, thấy cái đầu chú vịt này. Nice. Và mình, cái thân của chú vịt này. Tiếp tục. Bạn Na sẽ chọn tiếp theo, bạn sẽ chọn màu đỏ đi. Đây. Màu đỏ thì là cây bút số 5 nhá. Các bạn lại để ý bên hình chú vịt kia là số nào đang nhấp nháy nhỉ? À đúng rồi. Nhiều bạn đã nhìn thấy rồi đấy. Đó là mỏ chú vịt. Đấy, các bạn thấy chưa? Tiếp tục. Bạn Anna sẽ chọn màu hồng đi. Màu hồng ứng với cây bút là số 6 các bạn nhé. Thì các bạn lại nhìn sang hình bức tranh chú vịt xem là số 6 ở vị trí nào nhỉ? Vị trí mà con số đang nhấp nháy ấy. À, đó là cái khung hình nền của bức tranh. Đây. That was awesome. Tiếp tục. Các bạn chọn bút màu nào này ạ? À, nghe bạn Anna nghe thấy một số bạn là chọn màu da cam nhá. Thì bạn Anna sẽ làm theo ý của các bạn nhá. Màu da cam là số gì các bạn? Cái bút màu số gì các bạn biết không? Đó chính là số 3 đấy các bạn ạ. Các bạn thấy số 3 đang nhấp nháy ở chỗ nào bên bức tranh nhỉ? À, các bạn, nhiều bạn đoán đúng rồi, chính là cái cánh của chú vịt đấy, đây này, đấy. Tiếp tục nào, còn lại hai cây bút ứng với hai màu xanh, thì các bạn chọn màu nào nhỉ? Ôi, để bạn Anna chọn cho các bạn nhé, bạn Anna sẽ chọn màu xanh lá cây đi. Chính là cây bút số 1. Thì các bạn lại nhìn sang bức tranh, xem số 1 đang nhấp nháy ở vị trí nào các bạn nhỉ? À đây rồi, như đây là cây cỏ hay là cái gì đây này. Đấy. Còn cái bút cuối cùng đây cũng là màu xanh. Màu xanh da trời này. Là cái bút số 2 này. Chính là cái vị trí mà chú vịt đang đặt mình lên đấy. Đây này. Đấy. Wonderful. Đấy, vậy là các bạn đã hoàn thành bức tranh tô màu chú vịt ứng với lại các cây bút được đánh số. Chúc các bạn vẽ thật là giỏi nhé. Các bạn có thể nhờ bố mẹ mình đưa cho các tờ giấy trắng để các bạn có thể vẽ theo các hình của chú vịt này. Sau đó các bạn sẽ lấy màu để tô hình giống như chú vịt mà các bạn vừa tô xong nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Và các bạn nhớ hãy đăng ký kênh và like cho kênh của bạn Anna Vlog nha. Chúc các bạn buổi tối vui vẻ.